Trong một tuyên bố, mặc dù không đưa ra bình luận về quyết định từ chức của Thủ tướng Johnson, song Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định Washington sẽ vẫn tiếp tục tăng cường hợp tác với London trong mọi lĩnh vực. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông mong chờ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ Anh, cũng như các đồng minh và đối tác trên thế giới, trong một loạt ưu tiên quan trọng, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu EC đã từ chối bình luận về việc Thủ tướng Anh Johnson từ chức, đồng thời khẳng định lập trường của Liên minh châu Âu-EU trong vấn đề liên quan nghị định thư Bắc Ireland không bị ảnh hưởng bởi các diễn biến chính trị ở London. Còn Nhật Bản thể hiện phản ứng thận trọng với những diễn biến trên chính trường Anh. Nguồn tin quan chức cấp cao trong chính phủ Nhật Bản tin tưởng rằng, bất kể ai trở thành thủ tướng mới của nước Anh, lập trường của London trong việc coi trọng quan hệ với Tokyo vẫn không thay đổi.